chào Minh Sù, xin được hoan chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Và tuần này chúng tôi đã mời tới đây 4 người chơi hoàn toàn mới. Và 4 nghệ sĩ này đang rất được yêu thích hiện nay. Nhưng họ sẽ không còn là chính họ nữa. Họ sẽ phải hóa thân thành nhiều nhân vật hoàn toàn khác nhau để có cơ hội mang về giải thưởng cao nhất là 8 triệu đồng. Để xem ngày hôm nay họ là ai. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay em đã nhờ một đội ngũ biên tập ekip để lặn lội đường xá xa xôi rất là cực khổ để mời 4 nhân vật kỳ cựu về với chương trình này. Và họ là ai? Đầu tiên xin được giới thiệu nam ca sĩ trẻ Nhật Tinh Anh. Mời anh hôm nay mặc áo quá lấp lánh, gửi lời chào đến mọi người ạ. Chào Minh Xu và Nhật Tinh, xin chào tất cả khán giả của Truy Tìm Cao Thủ. Hôm nay rất là vui khi được đến với lại game show này. Tại vì bình thường Nhật Tinh thì hơi chậm một chút xíu, nhưng mà với Truy Tìm Cao Thủ nó hơi hắc não. Có thể nó sẽ đẩy cái sự thông thái lên để cho nó sẽ kích hoạt đầu óc của mình lại không anh? Cho mình nó sẽ hoạt bát hơn. Dạ, anh nói mà hả, có cái người ta không đồng tình liền, người ta muốn bổ sung liền. Xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị diễn viên trẻ Trương Quỳnh Anh. Ủa tới em liền vậy hả? Ai biểu em lên tiếng? Không phải, em nghe trẻ, tôi chị Khánh Ngọc. Em nói sao chứ, chị Khánh Ngọc là rất trẻ em nha. Dạ. Thôi em đi. Em xin chào tất cả mọi người. Thật sự là ngày hôm nay em đến tham gia chương trình này em rất là vui. Vì là ngày hôm nay là em được gặp anh Minh Sù. Trời ơi. Cái thứ hai nữa là em được gặp anh Nhật Tinh Anh và chị Khánh Ngọc. Và cả anh Nam Cường đều là những thần tượng tuổi thanh xuân của em. Hay khi quá, mà em cắp sách đến trường là em đã được thấy anh chị đứng trên sân khấu hát hò này nọ. Nhớ bài gì kể luôn. Vầng Trăng Khóc. Trời, em nghe cái bài đó em khóc quá trời. Bây giờ em vẫn còn muốn khóc nên là trời đất ơi. Thôi đừng có nói, em nói nữa là em khóc, em không quay được. Trời, hôm nay mình lên hình mà phải vui và đẹp đúng dạ, không đúng em? Rồi. Dạ, đó là Trương Quỳnh Anh, cảm ơn em mà. Và nói về Vầng Trăng Khóc, không ai khác, người đã khóc cùng với ca sĩ Nhật Tinh Anh là ca sĩ trẻ Khánh Ngọc dạ. Lần đầu tiên chị Khánh Ngọc và gần tất cả quý vị là chúc mừng và lời chào chương trình nhất. Ok. Vâng, tưởng đang đi show không á. Truy Tìm Cao Thủ có kích thích đối với chị ngày hôm nay hay không? Ngày hôm nay không biết là có kích thích hay không, nhưng mà trước tiên là khi mà đứng ở cái vị trí như thế này thì cảm thấy rất là chói mắt, bởi vì mình nghĩ là đây là cái chương trình Truy Tìm Cao Thủ chứ không phải là Truy Tìm Xương Xa Học Lụ. Mà tại sao hai bên chiếu quá? Tôi với Trương Quỳnh Anh lựa những cái bộ đồng nền nã như thế này. Mình là phụ nữ con gái thôi mà mình rất là nền nã. À, mà tại sao lại kẹp hai bên hai người đàn ông xương xa học lộ chiếu lấp lánh quá trời quá đất. Không, nó cân bằng với bộ, nó giống như một cái nhóm nhạc á. Dạ, kính thưa quý vị, người đàn ông vừa lên tiếng đó chính là ca sĩ trẻ triển vọng Nam Cường. Nam Cường xin gửi lời chào tất cả quý vị. Để nói về nhóm nhạc, tôi qua bên này. Đó, Quỳnh Anh, vô em. Dạ. Đi ra. Đó. Cái màu gì đó mà nó bắt theo. Đây mới là một nhóm nhạc nè. Nó nền nã gì đâu, em thấy không? Nè, em nói chị nghe, đi hát á, thuê vũ công, phải thuê 4 người. Mà phải lấp lánh cái gì mà tự nhiên thuê có 2 người, nhảy cái gì, sao biết được? Biết không? 2 người thôi là đủ rồi, tự nhiên cái đủ chiếu nó nhiều quá, biết anh không? Anh bảo toàn sức khỏe cho MC chương trình. Đúng thôi em chúc chị vui vẻ ngày hôm nay nha. Vâng à, dạ thôi em gì à. 4 người chơi đã có mặt và 4 thẻ quyền năng đã chuẩn bị. Mỗi tuần sẽ có những thẻ khác nhau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có cao thủ. Đây chính là nhân vật nguy hiểm nhất, là người biết đáp án cho tất cả mọi câu hỏi. Tuy nhiên, để che giấu thân phận thực sự của mình, họ có thể sử dụng chiến thuật trả lời sai để đánh lừa 3 người chơi còn lại. Khi trả lời sai, họ cũng sẽ bị trừ 1/2 điểm số của câu hỏi đó. Phong tỏa, khi bị loại, số điểm của người này không bị chia đều cho những người chơi còn lại, mà sẽ được bảo lưu để so sánh điểm với những người chơi còn tồn tại đến vòng cuối cùng. Cao thủ tập sự, nhân vật này có quyền được lật mở đáp án của một câu hỏi bất kỳ do mình lựa chọn. Nếu còn tồn tại đến vòng cuối cùng, người này sẽ được cộng thêm vào quỹ điểm của mình là 50 điểm. Người hoán đổi. Khi bắt đầu cuộc chơi, người hoán đổi chọn một người chơi bất kỳ trong 3 người còn lại. Nếu người chơi này bị loại, người hoán đổi sẽ được chức năng của người chơi đó, kể cả chức năng cao thủ. Với cao thủ, nếu có thể tồn tại được đến vòng cuối cùng thì sẽ được cộng thêm 100 điểm vào quỹ điểm của mình. Trừ cao thủ, 3 nhân vật còn lại chỉ được sử dụng quyền năng của mình một lần duy nhất theo chiến thuật của mình để nâng cao số điểm. Mời mọi người chúng ta bốc thăm nha.
Thôi em sẽ nhường cho người cao tuổi nhất. Bọc trượt. Giấu vô anh, giấu vô. Chiếu nhì bóc sao. Rồi giấu vô đi. Chiếu yêu bóc cuối nha. Rồi, không sao đâu. Chị Ngọc, số phận của mình là đây, không cần phải bóc gì nữa, đúng không? Đúng rồi. Mình cứ chơi theo một cách tự nhiên nhất, hồn nhiên nhất. Rồi, để đây, để không ai coi nha. Tí nữa mình coi, ok. Rồi, có gì đâu nè, có gì đâu. Rồi, thấy luôn, hiểu luôn dạ. Vậy thôi, không có gì hết á. Rồi. Không cần đoán, thấy ghét loại. Chị nói hồi là người ta loại chị đó. Ừ, thì thấy ghét loại. Ừ. À, nét này là cái nét bẽn lẽn hả? Anh có muốn nói gì không ạ? Mình tiếp tục đi. Vâng, xin mời chị Khánh Ngọc. Cái gì thấy ghê vậy? Chị ơi, cái đó là chữ viết thôi, làm gì thấy ghê chị? Mọi người ơi, hãy cẩn thận với tôi. Trời ơi, xuất sắc. Dạ, mời anh Chiếu ạ. Anh đổi tên. Dạ, cái Chiếu đó là không có Chiếu như Chiếu này ạ. Vậy thôi ha. Anh nói một câu chốt lại luôn. Thôi sau sẽ rõ. Thôi sau sẽ rõ. Quý vị thân mến, thái độ chơi ngày hôm nay được thể hiện rồi. Hứa hẹn một cuộc thi rất kịch tính để mọi người có thêm động lực để chơi. Trước tiên tặng cho mọi người 50 điểm. Wow. Sẵn sàng chứ nào? Sẵn sàng nhé. Vòng đầu tiên mang tên Do Tìm, xin mời. Quý vị thân mến, đây là vòng đầu tiên Do Tìm. Như thường lệ, Minh Dù sẽ có hai gói câu hỏi dành cho bốn khách mời. Xin mời. Tư duy và kiến thức 1, 2, 3 chính là những câu hỏi đơn giản. Trả lời đúng thì mình được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Từ số 4 tới số 6 là những câu hỏi khó hơn. Nếu trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 15 điểm. Ủa bây giờ chọn tư duy hay kiến thức? Mình chọn kiến thức đi cho nó đồng đều. Anh Nam Cường. Cường chọn số 3 kiến thức. Câu hỏi kiến thức số 3 như sau. Nguyên tố hóa học nào đứng đầu bảng tuần hoàn? 1. Kali, 2. Natri, 3. Heli và 4. Oxy. 30 giây bắt đầu. Hết giờ. Xin mời anh Nhật Tính Anh ạ. Oxy mình nhớ nó cũng ở khoảng nó giữa giữa. Kali và Natri thì theo Nhật Tính nhớ là nó không phải là phía trên cao nhất mà nó nằm ở gần cuối. Thành ra Nhật Tính xin chọn là đáp án C. Heli. Mời chị Khánh Ngọc. Chị thấy bạn thân của mình trả lời như vậy có hợp lý hay không ạ? Không biết có hợp lý hay không nhưng mà rất là tâm đầu ý hợp. Dạ, yeah. Chị cũng chọn. Con chọn luôn hả? Heli. Chọn Heli. Nhưng mà chị có sự giải thích vì sao hay không ạ? Chị nhắm được Heli nó nằm ở đầu thôi chứ còn không nhớ kỹ là cái thằng nào nằm đầu. Heli luôn, giống Nhật Tinh Anh. Còn Nam Cường, trong những cái đáp án này á, Natri, Kali, Oxy, Heli thì có cái Heli là cái nó giống Hello. Mà Hello là lời chào, mà lời chào là cái đầu tiên, nên mình chọn Heli. Cảm ơn bé phân tích rất là hợp lý luôn. Quỳnh Anh, nếu như mình thầy cô có coi chương trình này thì cũng đừng có buồn con nha. Con chọn một đáp án không liên quan tới ai cả. Bé Na. Natri đúng không em? Dạ. Ba anh chị ở đây đều trả lời là Heli. Nhưng riêng em thế hệ sau, nhưng em lựa chọn là Natri. Chúng tôi xin được trân trọng thông báo đáp án chính xác của chương trình dành cho thế hệ đi trước, chúc mừng. Và đó chính là Heli. Wow. Mỗi anh chị sẽ được 10 điểm. Nhưng riêng bé Quỳnh còn Anh, còn em thì sao nào? Trừ 5 điểm chứ còn nấu gì nữa. Thôi bây giờ mời em lựa chọn, là gỡ điểm lại nè. Em sẽ chọn tư duy số 1 luôn. Đố tất cả mọi người, lịch gì dài nhất? 30 giây bắt đầu. Ồ, cái này mà không biết thì thôi á. Quá dễ. Ủa ngưng thời gian luôn đi em, xong rồi. Thôi ngưng luôn đi mọi người, ngưng đi. Đáp án này quá dễ. Bây giờ các học trò thân mến ơi, yeah. Lớp học của chúng ta ngày hôm nay cho thầy hỏi lịch gì dài nhất? 2, 3. Lịch sử. Chính xác, chúc mừng. Giỏi quá, mỗi bạn nhỏ được 10 điểm. Con cảm ơn thầy. Anh Nam Cường đã chọn rồi, Quỳnh Anh đã chọn rồi. Hội người cao tuổi xin mời. Nhường con. Ok, hội người cao tuổi nhẹ. Yeah. Xin được chọn. Mình xin được chọn về tư duy số 5. Số 5. Đây là một câu hỏi hình. Hãy nhìn vào màn hình máy tính. Từ khóa có nghĩa này là gì? 30 giây bắt đầu. Xin mời đáp án của anh Nhật Tinh Anh ạ.
đầu tiên phải nhận ra là có một con quỷ liền. Nó có thêm một cái dữ liệu đó là có một cái hồ, nó có một cái ly và một cái con yêu tinh. Hả, ra mới là ghép lại là cuối cùng là hồ ly tinh. Đáp án của anh là hồ ly tinh. Trời, anh thông minh quá vậy anh. Chị Khánh Ngọc đồng tình gật gù bạn tôi đó, đúng không chị? Là bởi vì sao? Là tự vì cái này á, hồi ngày xưa chị chơi rồi luôn rồi. Dạ. Cho nên là chị nhìn cái hình là chị đoán được liền. Dạ, đồng ý. Quỳnh Anh, em nghe hai anh chị ở thế hệ lão làng đã cho hai kết quả, em thấy sao? Đúng là gừng càng già càng cay xè. Xè luôn hả? Dạ. Hồi nãy em nhìn đó là em thấy con quỷ thì đúng rồi. Cái em thấy cái ly, cái em thấy cái nước màu cam, chẳng lẽ quỷ cam rồi quỷ ly gì không có cũng nghĩa. Không hiểu lắm đúng không? Không hiểu. Đáp án trắng. Đáp án trắng bóc luôn. Không có điểm luôn. Không trắng có điểm như em vậy đó. Luôn. Anh Nam Cường thì có con quỷ với cái ly, ghi quỷ ly chứ có gì đâu. Đó. Quỷ ly không có nghĩa. Thì bây giờ phải có đáp án vô ghi đại vô hết giờ. Rồi thôi được rồi, đáp án chính xác của chương trình đúng nghĩa là có cái hồ. Có cái ly là hồ ly tinh. Chúc mừng hai anh chị. Hay quá. Tới bây giờ mà còn ăn ý. Các anh chị, mọi người được 30 điểm. Trời ơi. Anh bị trừ nhiêu hả? Dạ 15. Quỳnh Anh 15. Ôi, hồi nãy anh là chọn chứ em đâu chọn đâu, sao bé trừ ơi, em? Em trả lời, em chịu trách nhiệm với bản thân em nha. Dạ mời Nhật Tinh Anh. Anh xin chọn cái kiến thức số 5. Câu hỏi như sau: thành phố nào đông dân nhất thế giới? 1. Tokyo. 2. Mexico City. 3. New York. Và 4. New Delhi. 30 giây bắt đầu. Hết thời gian. Xin mời anh Nam Cường. Thật sự là rất là phân vân giữa hai cái đáp án là New York với lại Tokyo. Hai cái này gần được tới rồi, nhưng mà rất là ấn tượng bởi cái mật độ dân số ở Tokyo á. Khi mà tàu điện ngầm người ta dừng hay là những cái ga ở Shibuya thì Nam Cường chọn Tokyo. Xin mời anh Nhật Tinh Anh. Thật ra là Nhật Tinh Anh đã đoán liền là cái New Delhi. Là tại vì Nhật Tinh Anh biết là Trung Quốc là đông nhất, Ấn Độ là nhì. Để xem hy vọng ra như thế nào. Ok, Quỳnh Anh. Dạ. Mời em đưa ra đáp án. Em nghĩ là New Delhi là một thành phố rất là nhiều dân, cho nên em cũng đã chọn New Delhi rồi. New Delhi luôn. Dạ. Giống như Nhật Tinh Anh. Còn chị Khánh Ngọc. Đi New York thì Ngọc thấy là rất là đông xe. Mỗi lần mình bắt một chiếc taxi cũng rất là khó. Và lúc nào người cũng đang nghẹt hết. Ok. Cho nên là chị đoán là New York. New York. Đây. Đây. Đầu sông cuối sông giống nhau. New Delhi. Anh Nam Cường lựa chọn Tokyo và chị Khánh Ngọc lựa chọn là New York. Xin được thông báo đáp án chính xác của chương trình là khu vực này là khu vực thành phố đông dân nhất thế giới với 37.200.000 người. Và đó chính là Tokyo. Chúc mừng Nam Cường. Một mình anh có 30 điểm, ba người còn lại bị trừ 15 điểm. Vậy là chúng ta đã kết thúc 4 câu hỏi trong vòng thi đấu thứ nhất. Bây giờ quên điểm đi, chúng ta hãy phán đoán thử xem mọi người đang nghi vấn ai là cao thủ thông qua 4 câu hỏi vừa rồi. Xin mời anh Nam Cường. Có một cái nét lấp lửng khiến mình hoài nghi một chút xíu thôi, chứ mình không chắc chắn được 100%. Thì cái đó nằm ở anh Nhật Tinh Anh. Tôi cũng hơi nghi anh Nhật Tinh Anh một tí ở hai câu hỏi trước. Bởi vì thứ nhất là ở cái câu hỏi về mật độ dân số. Rồi trước đó một cái câu gì đó nữa nè. Hồ Ly Tinh. Vẫn còn một người trong vòng nghi vấn nữa, mình phân vân nữa. Cô ấy có những cái nét diễn rất là dễ thương. Nói chung là để che đậy một cái gì đó mà có thể là cô đang giữ ở trong mình. Anh nghĩ em ư? Trong khi 3-4 câu liền em trả lời sai ư? Thì không, đó, chiến thuật. Quỳnh Anh với lại anh Nhật Tinh Anh là đang nằm trong vòng nghi vấn của Cường. Trước khi mà Quỳnh Anh đưa ra cái quan điểm của mình thì phải cho anh Nhật Tinh Anh nói trước. Hiện tại anh Nam Cường đang nghi ngờ anh. Nãy giờ anh đang nghi hai bạn. Hai bạn ở đầu sông kia nghi cao hơn đó là ngay đầu sông á, ngay số 4. Ủa em luôn hả? Nãy giờ nhóc là em mà con xài CD ơi. Bây giờ nè, thời mình tới rồi, bây giờ người ta nghi ngờ mình, mời em biện luận. Em nghi nhiều nhất là anh Nhật Tinh Anh với anh Nam Cường. Ủa sao ai cuối nghi cùng, tôi vậy? Bà bảy là cao thủ. Vậy thôi bây giờ hỏi là chị Khánh Ngọc chị đang nghi ai? Nghi Nam Cường. Nghi Nam Cường là người hoán đổi chứ không phải là cao thủ. Để khúc sau để cho Nam Cường sẽ tiêu diệt cao thủ. Là để tìm để mình lên ngôi. Trời ơi. Chứ không phải là cao thủ. Chị cao tay quá. Người chị ta đoán tìm là một như vậy. Ôi, chị đang tìm tới 2-3 ẩn sau cái một đó nữa. Vậy cho em hỏi, nếu như thật sự anh Nam Cường là người hoán đổi, cao thủ đang ở đâu ạ? Chị nghi Trương Quỳnh Anh. Em sẽ có 1 phút nữa để bảo vệ bản thân mình. Nói. Em chỉ muốn nói là Em ngây thơ. Vô số tội, cảm ơn em. Thế bây giờ xin mời các anh chị và các bạn, chúng ta nhắm mắt lại. Mọi người thân mến, chúng ta sẽ phải quyết liệt loại trừ người đầu tiên, mà người này là cao thủ biết tuốt. Xin mời chị Khánh Ngọc mở mắt ra.
hãy đưa tay về nhân vật chị muốn loại, và đó là cao thủ. Cảm ơn chị. Mời chị nhắm mắt. Xin mời anh Nam Cường, chỉ cần một hành động thôi, chúng ta sẽ loại trừ đi một người. Cảm ơn anh. Xin mời anh Nhật Tinh Anh. Cảm ơn anh. Xin mời Quỳnh Anh mở mắt. Hãy đưa tay về nhân vật em muốn loại. Cảm ơn em. Mời bốn người chơi. Thức dậy thôi. À, mình hết đấy rồi. Bà ngủ luôn rồi. Bà ngủ luôn là đúng rồi đó. Ba người lựa chọn á. Ủa sao vậy? Thì ba người quyết định loại em. Tôi nghĩ cũng béo quá à. Chúc mừng ba người chơi bước vào vòng thi đấu thứ hai. Vòng thi đấu mang tên định vị. Đây là vòng thi đấu định vị, vòng 2 của chương trình truy tìm cao thủ. Và ba cao thủ hiện nay vẫn còn tồn tại. Chưa chắc gì Trương Quỳnh Anh là cao thủ. Xin được mời ba nghệ sĩ còn lại. Chúng ta sẽ quyết tâm đồng lòng lựa chọn một câu hỏi còn lại nữa mà thôi trên màn hình LED ở đây. Để một cùng nhau trả lời. Sau khi trả lời xong câu này là mình tiếp tục loại. Xin mời mọi người lựa chọn. Thôi chú chọn cái số 4 đi cho nó vừa vừa. Nhưng mà khu nào? Khu cái gì? Khu tư duy đi hả? Đúng rồi. Rồi xin mời mọi người cùng nhau trả lời câu hỏi tư duy số 4. Đây cũng là một câu hỏi hình. Xin mời mọi người nhìn vào màn hình máy tính. Hãy cho chúng tôi biết từ khóa có nghĩa này là gì. Chúng ta còn lại 3 giây. 2, 1, hết giờ. Xin mời đáp án của anh Nhật Tinh Anh trước đi. Anh đang phân vân này. Tại vì Nhật Tinh Anh thì thấy cái mũi tên nó chỉ vào cái đôi hài á. Ra Nhật Tinh cũng mới có biết được đến cái chữ hài thôi à. Còn phía trên Nhật Tinh đang xác định cái nhân vật này là nhân vật nào thì thật sự Nhật Tinh chưa có nhìn kỹ lắm. Cho nên anh đã viết là? Ra hiện giờ mới có cái được cái chữ hài thôi. Hài thôi. Dạ, câu trả lời rất hề nha. Xin mời chị Khánh Ngọc ạ. Những cái hình này á là những cái hình mà chị đã từng thấy và chị đã từng chơi rồi. Cho nên là đối với chị thì cái câu hỏi này nó không khó. Và đáp án của chị? Và đáp án của chị là chân tướng. Vì sao? Cái mũi tên nó chỉ vô cái chân mà ông đó là ông tướng, gọi là đó chân là tướng. Chân tướng, một từ khóa có nghĩa. Anh Nam Cường, anh có đồng tình không? Đồng tình luôn. Bởi vì là thực sự lúc đầu nhìn vô không hiểu cái gì mà lửa xung quanh rồi ông tướng. Vừa cái chữ tướng, một cái là mình nhìn xuống là có mũi tên, là biết là chân tướng. Đúng. Đôi khi những cái hình ở bên ngoài đánh lừa thôi. Đúng rồi. Đó, đây là câu hỏi số 4 thì nó cũng là câu hỏi khó. Xin chia buồn với Nhật Tinh Anh, chưa có câu trả lời, chắc chắn mình bị trừ 15 điểm. Chân tướng đã đáp án chính xác, chúc mừng. Và bây giờ loại tiếp. Thực sự là qua câu trả lời của anh Nhật Tinh Anh lúc nãy á, mình càng khẳng định hơn anh Nhật Tinh Anh là cao thủ. Bởi vì là nhìn vào không thể nhìn đó gọi là đôi hài được. Cái hài nó khác và cái ủng nó khác. Còn chị Ngọc thì sao? Nhưng mà cũng có thể là cái cao thủ bị loại rồi. Đúng. Thì bây giờ còn cao thủ tập sự với lại người hoán đổi. Chơi với ông chú bao nhiêu năm rồi. Mấy cái vụ mà hình này nọ là ổng rất là dở. Ngọc nghĩ là thành thật cái câu đó ổng không biết thiệt. Cảm ơn chị. Anh Nam Cường. Với Cường thì Cường cũng rất là dở trong cái việc nhìn hình. Nhưng mà với câu này thực sự là nó không có khó. Cho nên là Cường vẫn rất là nghi ngờ ở anh Nhật Tinh Anh. Mời anh Nhật Tinh Anh. Anh thì đầu tiên anh đã nghi hai nhân vật. Vẫn là Nam Cường à. Dạ rồi anh nghi em biết. Trong đó là có. Xin mời ba anh chị nhắm mắt. Xin được mời Nhật Tinh Anh sẽ đưa tay về nhân vật mình muốn loại. Cảm ơn anh. Xin được mời anh Nam Cường. Có thay đổi rồi hả? Và quyết định cuối cùng thuộc về chị Khánh Ngọc. Xin mời chị. Kỹ vô. Cảm ơn chị. Mời ba người chơi mở mắt. Không khó khăn lắm. Xin được chia buồn với anh Nam Cường. Anh nhận được hai sự bình chọn. Anh phải dừng lại cuộc chơi ở đây. Anh có muốn nói gì không? Thôi thì những thế hệ trẻ mình nên nhường cho cây cao bóng cả. Bởi vì đã bao nhiêu năm gốc rễ xum xuê Tua tủa cho nên thôi nhường lại sân khấu này cho cây cao bóng cả tỏa bóng mát. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc mừng ca sĩ Nhất Tinh Anh và ca sĩ Khánh Ngọc sẽ bước tới vòng cuối mang tên Lộ Diện. Quý vị thân mến, đây là những thời gian cuối cùng, khoảnh khắc tỏa sáng nhất của hai nghệ sĩ còn lại. Chúng ta không phải loại trừ nữa, chúng ta chỉ cần gom điểm thôi. Chỉ có một câu để mình lựa chọn và trả lời. Mời hai anh chị thống nhất ạ. Tư duy số 6. Ok.
Đồng Thuận, tư duy số 6. Câu hỏi rất đơn giản như thế này: quả gì càng nặng càng dễ khóc? 30 giây bắt đầu. Thời gian hết giờ. Dễ khóc á thì anh nghĩ là lệ chi á, giống như là ngày xưa mình có quả lệ chi là quả vải á. Anh đang rất là phân vân. Nhưng mà anh đã viết đáp án là quả lê. Lê à. Xin mời chị Khánh Ngọc. Chị chung đáp án chắc chắn là chị nghĩ là chắc chắn là đúng luôn. Chính xác là như vậy, quả lê một đáp án hoàn toàn hợp lý. Thành lệ. Quả gì mà càng nặng thì càng dễ khóc? Có nghĩa là bây giờ có lê mình thêm nặng. Có nặng vô là lệ là dễ khóc. Chúc mừng các anh chị, mọi người được 30 điểm nữa. Wow. Và bây giờ mình chỉ cần đứng im tại chỗ thật đẹp thôi nha. Mời các anh chị vô dáng. Người nào có điểm số cao nhất, người đó sẽ mang về 8 triệu đồng. 3 2 1 dừng. Wow. Yeah. Chúc mừng chị Khánh Ngọc, chị là người có điểm số cao nhất, 175 điểm. Wow. Và điểm số của Nhật Tinh Anh là 30 điểm. Xin mời Nam Cường cùng với Trương Quỳnh Anh quay trở lại ạ. Anh Nam Cường và Trương Quỳnh Anh cũng đã quay trở lại. Mình nói ra cho mọi người biết, loại tôi là sai lầm của cuộc đời. Mời Trương Quỳnh Anh, em là ai? Em chính là cao thủ tập sự. Không đúng. Anh sao mới vậy? Là cao thủ tập sự. Anh là hoán đổi, anh hoán đổi vị trí của Quỳnh Anh qua. Vậy cho Minh Xuân hỏi anh Nhật Tinh Anh là ai? Phong tỏa. À, anh là phong tỏa thôi. Vậy thì còn nói cái chi nữa. Trời ơi, bà má tôi sẽ được trân trọng thông báo với toàn dân thiên hạ. Ngày hôm nay, chị tôi, chị Khánh Ngọc là cao thủ biết tốt. Trời ơi. Xuất sắc quá, xuất sắc. Hay không bằng hên. Ngay thời điểm đó không ai nghi chị hết. Thì cho nên chị thuận buồm xuôi gió. Không, mà thật sự ra là những cái hình đó đó chị biết luôn. Cao thủ biết tốt thân mến, ngày hôm nay chị đã nhận được 8 triệu đồng cho mình. Chúc mừng ca sĩ Khánh Ngọc. Vậy là chị Ngọc đã có thể dẫn em đi New York được rồi. Yeah, có visa chưa em? Làm visa thôi nha. Ừ. Anh Nhật Tinh Anh, mình về nhì với 5 triệu đâu. Thank you. Cả hai người còn lại, Nam Cường với Trương Quỳnh Anh, mỗi người 3 triệu đem về. Dạ. Yeah. Em được về tư chứ bộ. Cái gì mà giật chưa trao mà giật cái gì? Thiệt luôn á, đó có coi coi kìa đó. Dạ. Xứng đáng luôn á, mời các anh chị về đây luôn. Xin được một lần nữa chúc mừng và cảm ơn bốn người chơi. Cảm ơn bốn nghệ sĩ đã tham gia chương trình tuần này nhé. Cảm ơn Nhật Tinh Anh, cảm ơn chị Khánh Ngọc, cảm ơn Trương Quỳnh Anh, cảm ơn Nam Cường. Yeah. Luôn luôn trẻ trung, xinh đẹp, nhiều sức khỏe và thành công tỏa sáng nhiều hơn nữa trong tương lai nhé. Cảm ơn Minh Sùng nha. Quý vị thân mến, vậy là chương trình Truy Tìm Cao Thủ tuần này một lần nữa thán phục cao thủ biết tuốt đã là người chơi chiến thắng. Đừng quên mở TV vào tuần sau quý vị nhé. 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình Truy Tìm Cao Thủ do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sáng Vàng thực hiện. Còn bây giờ, Minh Sô xin chào và hẹn gặp lại. Ca sĩ Đại Nhân. Oh. Không biết có hẹn hay không, ngày hôm nay hai anh em mặc đồ tông xịt tông vậy? Chết rồi, mặc đồ couple rồi, giờ sao chơi đây? Xin được giới thiệu ca sĩ Phương Anh Idol. Rất gọn gàng, ngăn nắp nha, trời ơi. Xin được giới thiệu diễn viên Băng Di. Trời đất ơi, thấy chưa, sang trọng quý vị. Diễn viên Thúy Anh. Wow ta,